Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, 19 tháng 1 năm 2024. Sau đây là những bản tin trong ngày. Xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Brazil. Giấy chứng nhận chích ngừa phòng chống COVID-19 của cựu Tổng thống Brazil là giấy giả. Văn phòng Tổng kiểm soát của Brazil tuyên bố, giấy chứng nhận phòng chống Covid-19 của cựu tổng thống Bolsonaro là giấy giả, nhưng đề nghị đóng lại sự hồ sơ này. Theo hồ sơ của ông Bolsonaro, người từng công khai phản đối vaccine phòng chống COVID-19, thì ông ta được chích một liều vaccine COVID-19 tại một trung tâm y tế ở thành phố Sao Paulo vào tháng 7 năm 2022. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, ông Bolsonaro đã rời khỏi thành phố này vào một ngày trước đó và ông ta đã ở lại thành phố Brasilia suốt 3 ngày tiếp theo. Nhân viên y tế, người được nêu tên trong hồ sơ là người đã chích vaccine cho ông Bolsonaro nói rằng người này không hề làm như thế và khi đó người này không còn làm việc tại trung tâm y tế. Lô vaccine được ghi trong hồ sơ cũng không hề có sẵn trong ngày đó. Việc ghi danh hai liều vaccine khác để chích cho ông Bolsonaro cũng đã bị xóa khỏi hồ sơ trước khi cuộc điều tra bắt đầu. Mặc dù kết luận rằng giấy chứng nhận chích ngừa phòng chống COVID-19 của ông Bolsonaro là giấy giả, thế nhưng cơ quan điều tra đề nghị hãy đóng lại sự việc này vì thiếu bằng chứng để tìm ra người chịu trách nhiệm. Cơ quan cũng lý ý rằng nhiều công chức đã nhập dữ liệu sai nhờ truy cập vào hệ thống máy điện toán về vấn đề chích ngừa. Trong giai đoạn cầm quyền từ năm 2019 đến năm 2022, ông Bolsonaro đã chỉ trích vắc-xin phòng chống Covid-19 và cho rằng ông không có ý định chích ngừa. Cho đến nay, đã khiến hơn 700.000 người Brazil bị thiệt mạng. Ông Bolsonaro sau đó thừa nhận là ông đã không chích ngừa vắc-xin phòng chống Covid-19. Cuộc tập trận lớn nhất của Liên minh NATO sau 35 năm từ thời chiến tranh lạnh với 90.000 lính sẽ được bắt đầu. Cuộc tập trận mang tên là Steadfast Defender 2024 sẽ được bắt đầu từ tuần sau và sẽ kéo dài đến cuối tháng 5 với các đơn vị từ tất cả 31 quốc gia thành viên của NATO và ứng viên Thụy Điển. Đại tướng Christopher Cavoli, tư lệnh của Bộ chỉ huy tối cao đồng minh NATO, ngày 19 tháng riêng đã đưa ra thông báo như trên. Cuộc tập trận sẽ bao gồm các hoạt động kéo dài từ vùng Bắc Mỹ cho tới sườn phía đông của NATO, ngay gần biên giới với Nga, khoảng 90.000 binh sĩ, 59 hạm 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham gia cuộc tập trận này. Đây là lần tập trận lớn nhất của Liên minh NATO kể từ năm 1988, diễn ra khi Liên minh cải tổ lực lượng trong lúc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra. NATO đã điều động hàng ngàn binh sĩ tới sườn phía đông và vạch ra nhiều kế hoạch sâu rộng nhất từ khi Liên Xô tan giã để đối phó với Nga. Đô đốc Rob Bauer, chủ tịch của quân ủy NATO cho biết, quy mô của cuộc tập trận là minh chứng cho tình trạng sẵn sàng mới của liên minh này. Ông nói rằng đây là quân số kỷ lục mà chúng tôi có thể điều động để tham gia cuộc tập trận có quy mô như vậy trải dài trên lãnh thổ của các nước thành viên của liên minh xuyên đại Tây Dương từ Hoa Kỳ đến Âu Châu. Ukraine xác nhận rằng quân đội Ukraine đã tấn công quê nhà của ông Putin bằng máy bay không người lái. Một giới chức của Ukraine cho hay, quân đội Ukraine đã dùng máy bay không người lái nội địa để tấn công vào thành phố Saint Petersburg, là thành phố quê nhà của tổng thống Nga Vladimir Putin. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine là ông Oleksandr Kasihim cho hay, chúng ta có thể sản xuất bất cứ thứ gì từ máy bay không người lái đơn giản, chỉ với giá là 350 Mỹ Kim cho một chiếc, cho đến các loại máy bay không người lái có thể bay thẳng tới St. Petersburg. Chiếc máy bay không người lái này đã bay 1.250 cây số trước khi tấn công vào mục tiêu. Trước đó, hãng tin Reuters trích dẫn một nguồn tin quân sự của Ukraine cho biết như sau, một hải cảng ở thành phố San Petersburg của Nga bị tấn công. Thành phố lớn thứ nhì này của Nga cách điểm gần nhất ở biên giới Ukraine khoảng 850 cây số. Ông Andrew Yusof là một đại diện của cơ quan tình báo Ukraine, từ chối phủ nhận hay xác nhận trách nhiệm của Ukraine trong vụ tấn công này. Nhưng ông cho rằng sự việc nói trên cho thấy đã đến lúc nước Nga nên phải lo ngại cho sự an toàn của các căn cứ quân sự của họ ở thành phố San Petersburg. Bộ quốc phòng của Nga sau đó cũng xác nhận máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào Saint Petersburg, nhưng toàn bộ những chiếc máy bay đó đã bị đánh chặn và không có ai bị thương. Ông ta nói như sau: Các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy một chiếc máy bay không người lái trên lãnh thổ ở khu vực Moscow và đánh chặn một chiếc máy bay không người lái trên lãnh thổ ở khu vực thành phố Saint Petersburg. Pehuti nói rằng vùng biển đầu an toàn cho các tàu thuyền của Nga và Trung Quốc qua lại. Theo hãng thông tấn AFP, một giới chức cấp cao của nhóm phiến quân Houthi vừa đưa ra lời hứa về một lối đi an toàn cho tàu hàng của nga và trung quốc khi đi qua biển đỏ. Theo đó, giới chức cấp cao của Houthi là Mohammed al-Abukhaiti cho biết vùng biển xung quanh Yemen mà nhiều hãng tàu đang tránh do tình trạng xung đột vẫn còn an toàn miễn là các tàu không có liên lạc với do thái. Đối với nga và trung quốc thì việc vận chuyển của họ ở trong khu vực này không bị đe dọa. Gần đây, Houthi tuyên bố việc nhóm này tấn công vào các tàu liên quan đến Mỹ và Anh quốc theo kiểu trò chơi công bằng, khi hai quốc gia này thực hiện nhiều cuộc anh tạc vào Yemen để nhằm đáp trả phe Houthi. Phiến quân Houthi vào tối 18 tháng Giêng đã thực hiện thêm một cuộc tấn công vào tàu hàng của Mỹ, ngay sau một đợt oanh tạc của Hoa Thịnh Đốn nhắm vào các nhóm này. Houthi không theo đuổi mục tiêu bắt giữ hay đánh chìm các tàu hàng. Bukati cho biết, mà mục tiêu của chúng tôi là làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho nhà nước do Thái để họ ngừng cuộc chiến tại giải Gaza. Giới chức này cũng bào chữa cho việc Houthi đã bắt giữ tàu hàng mang tên là Galaxy Leader hồi tháng 11 năm 2023 là một biện pháp bước đầu để những người khác phải tuân theo yêu cầu của chúng tôi. Trong khi Houthi khẳng định là họ chỉ tấn công tàu hàng của một số quốc gia nhất định, thì Hải quân Hoa Kỳ nói rằng các tàu này thật sự có liên quan đến hàng chục quốc gia khác. Hoa Kỳ và Do Thái mâu thuẫn với nhau gai gắt về vấn đề công nhận một quốc gia độc lập của Palestine trong một phát biểu gần đây, ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken nói rằng Do Thái sẽ không bao giờ có an ninh thật sự nếu như không có một con đường dẫn tới sự độc lập của đất nước Palestine. Tòa Bạch Ốc cũng cho rằng đã đến lúc thích hợp để Do Thái giảm cường độ tấn công tại giải Gaza. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo mới nhất, thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu tuyên bố Do Thái sẽ không ngừng cuộc tiến công tại giải Gaza cho tới khi đạt được mục tiêu đó là tiêu diệt Hamas và đưa toàn bộ các con tin về nước. Theo đài truyền hình ABC News, thì ông Netanyahu lặp lại quan điểm phản đối một giải pháp hai chính phủ trong vấn đề Do Thái và Palestine. Ông cho rằng một đất nước Palestine độc lập sẽ trở thành bệ phóng cho các cuộc tấn công nhắm vào Do Thái. Ngay sau đó, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc là ông John Kirby thừa nhận rằng Hoa Kỳ và Do Thái rõ ràng nhìn nhận vấn đề một cách khác biệt nhau. Ông khẳng định, Tổng thống Joe Biden sẽ không ngừng nghỉ trong việc hướng đến giải pháp hai quốc gia độc lập. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là ông Matthew Miller cũng cho rằng, Do Thái có cơ hội vào thời điểm này khi mà các quốc gia trong khu vực sẵn sàng đưa ra những bảo đảm an ninh cho quốc gia này. Do Thái cho khai quật mộ ở giải Gaza để tìm các con tin. Lực lượng Do Thái đã khai quật các ngôi mộ trong nghĩa trang ở Khan Yunis và di rời thi thể để tìm kiếm và xác định con tin bị Hamas bắt. Video xuất hiện gần đây trên mạng xã hội cho thấy nghĩa trang ở thành phố Khan Yunis nằm về miền nam của giải Gaza bị san bằng. Những ngôi mộ bị hư hại và phá hủy, các hài cốt lộ ra sau khi lực lượng phòng vệ của Do Thái tiến hành các hoạt động ở trong khu vực. Thông tin lực lượng phòng vệ Do Thái lấy thi thể từ các ngôi mộ đã lan truyền ở trên mạng xã hội trước đó, khiến cho nhiều người phẫn nộ. Phản hồi về video này, lực lượng phòng vệ do Thái nói rằng họ giải cứu con tin cũng như là tìm kiếm và trao trả thi thể của họ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quân đội do Thái ở giải Gaza. Đó là lý do vì sao các thi thể bị mang đi. Theo luật pháp quốc tế, cuộc tấn công có chủ ý và nghĩa trang có thể bị coi như là tội ác chiến tranh, ngoại trừ trường hợp địa điểm đó trở thành mục tiêu quân sự. Đây là lần đầu tiên lực lượng phòng vệ do Thái thừa nhận là khai quật mộ ở giải Gaza hoạt động của lực lượng này xung quanh khu vực Nghĩa Trang, trong đó có khu phức hợp Bệnh viện Al Nasser và Bệnh viện Giá Chiến của Jordan đã gây hoảng loạn cho người dân. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 7.000 người đang trú ẩn ở tại khu phức hợp Al Nasser. Tin đến từ Anh Quốc cho hay, một nhân viên xã hội tại Anh Quốc mới đây tìm thấy một bé trai có tên là Bronson Butterby qua đời bên cạnh người cha 60 tuổi, đó là ông Kenneth Basterby, tại nhà riêng ở Skenet thuộc quận hạt Lincolnshire tức là hai tuần sau khi cả hai người này được một người hàng xóm nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 26 tháng 12 năm ngoái. Theo đài BBC, thì Hội đồng quận hạt Lincolnshire đã mở một cuộc điều tra để xác định xem liệu có sai sót của cơ quan chính phủ liên quan có thể là dẫn đến cái chết của cậu bé này hay không. Bà Heather Sandy là giám đốc điều hành của cơ quan bảo vệ trẻ em của hội đồng của nó như sau. Một nhân viên xã hội đã gặp ông Batesby vào ngày 27 tháng 12 và một cuộc hẹn đến thăm ngôi nhà này đã được sắp xếp vào ngày 2 tháng 1 vừa qua. Thế nhưng, người này không gặp được chủ nhà, cho nên nữ nhân viên này đã nói chuyện với cấp trên, sau đó liên lạc với cảnh sát. Cô quay trở lại vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Khi không có ai trả lời ở cửa thì cô thông báo cho bà chủ nhà và được vào căn nhà nói trên. Mẹ của cậu bé Bronson là bà Sarah Fizzi, 43 tuổi, nói với nhật báo The Guardian như sau, lần cuối cùng bà gặp con trai của bà là trước dịp lễ Giáng sinh. Người mẹ này sống xa ông Battersby và đã cãi nhau với ông khi gặp mặt lần cuối. Ông Butterspy được cho là đã qua đời vì một cơn đau tim vào ngày 29 tháng 12. Người vợ của ông nói với nhật báo The Guardian rằng, cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy con trai của bà qua đời vì bị mất nước cơ thể và bị đói. Báo động về đại dịch thầm lặng giết chết 10 triệu người trong vòng một năm. Cho đến năm 2050, mỗi năm có khoảng chừng 10 triệu người bị chết do thuốc kháng sinh không còn hiệu quả với virus, vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Đó là khẳng định của các chuyên gia ở tại phiên họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thời điểm 2019 đã có gần 1.3 triệu người tử vong bởi vì tình trạng kháng lại kháng sinh mỗi năm. Đến nay, con số này đã tăng đến là 5 triệu. Kháng lại chất kháng sinh, tức là AMR, xảy ra khi mà mầm bệnh tự biến đổi về mặt di truyền và không còn đáp ứng với các loại thuốc được sử dụng để chống lại chúng. Trên tạp chí Fortune, hiện tại thì các bệnh nhiễm trùng đang trở nên khó điều trị hơn và đôi khi không thể điều trị được. Báo cáo cho thấy các bệnh nhiễm trùng đa kháng thuốc và kháng thuốc rộng rãi như là viêm phổi, bệnh lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng nhanh chóng. Ngoài thuốc dành cho con người, thuốc kháng sinh được thêm vào thức ăn nông nghiệp để nhằm giữ cho vật nuôi khỏe mạnh cũng vô tình thúc đẩy loại AMR. Bà Stella Kiriakid, Ủy viên Liên Đâu về Sức Khỏe và An toàn Thực phẩm, gọi rằng vấn đề này là một đại dịch thầm lặng trong thời kỳ COVID-19. Còn bà Helen Clark, là cựu thủ tướng của New Zealand và là cựu quản lý của cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc thì cho biết em AMR có thể im lặng, nó đang rình rập chúng ta nhưng rõ ràng nó ở đó và ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản báo cáo điều tra về vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Texas. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa công bố bản báo cáo xác định cảnh sát tiểu bang Texas đã có những thất bại nghiêm trọng trong khi phản ứng trước vụ xả súng tại trường tiểu học Rob khiến cho ít nhất 21 người bị thiệt mạng. Cảnh sát tại thị trấn Yuvade cũng như các giới chức lãnh đạo địa phương cũng phải chịu trách nhiệm và chịu nhiều áp lực trước thông tin cho rằng có hơn 10 cảnh sát đã đứng chờ hơn một giờ đồng hồ bên ngoài các lớp học nơi xảy ra vụ xả súng mà không thực hiện bất kỳ hành động nào các nhà lập pháp của tiểu bang Texas công bố bản báo cáo cho hay đã có tổng cộng 376 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm lực lượng lính tuần tra biên giới, cảnh sát địa phương, cảnh sát tiểu bang, cảnh sát thành phố cùng nhiều lực lượng tinh nhuệ khác đã cùng tham gia ứng phó trong vụ xả súng này. Tuy nhiên, tình hình được cho là rất hỗn loạn do phương cách thiếu quyết đoán trước hung thủ gần 77 phút sau khi đến tới nơi, lực lượng thực thi pháp luật mới hạ sát được hung thủ. Tại cuộc họp báo mới nhất, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Merrick Garland nhấn mạnh rằng, lẽ ra cộng đồng phải được cung cấp thông tin nhiều hơn từ các nhân viên thực thi pháp luật trước và sau vụ xả súng. Hồi tháng 5 năm 2022, một thiếu niên đã xả súng tại trường tiểu học Rob ở thị trấn Giovanni, khiến cho hai giáo viên và 19 học sinh bị thiệt mạng. Đây được coi là thảm kịch xả súng trường học tồi tệ nhất tại Hoa Kỳ trong thập niên vừa qua. Sau đó, thủ phạm đã bị cảnh sát hạ sát. Bạo lực súng đạn đang trở thành vấn nạn nhức nhối tại Hoa Kỳ, với hơn 33% số người trưởng thành sở hữu súng, trong khi các quy định mua bán súng trường độ sát thương cao vẫn còn khá lỏng lẻo. Tòa án bắt yêu cầu của ông Trump đòi buộc tội khinh thường lên công tố viên đặc biệt Jack Smith Bà Tanya Chukin, tranh án liên bang đã vừa bác bỏ yêu cầu của ông Trump đòi quy kết ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt về tội xem thường tòa án, theo NBC News Lantin. Các luật sư của ông Trump cáo buộc ông Smith nộp đơn đề nghị trước thời hạn, trong khi ông Trump kháng cáo miễn tố dựa trên đặc miễn hành pháp. Tranh án cần thừa nhận rằng đề nghị của công tố viên Smith đã đặt một gánh nặng có thể nhìn thấy được lên ông Trump, nhưng bà coi đó không phải là một gánh nặng lớn đối với nhóm luật sư biện hộ cho ông ta. Tuy nhiên, bà chưa cần cấm công tố viên đặc biệt thực hiện một thủ tục quan trọng trước khi xét xử mà không được phép trong tương lai. Vị tranh án liên bang ra lệnh cho cả hai bên phải xin phép trước khi nộp đơn bổ sung trước khi xét xử trong thời gian có lệnh giữ nguyên. Đề nghị của ông Trump do luật sư John Lauro đệ trình, lập luận rằng chính phủ liên bang đã vi phạm lệnh của tòa khi tiếp tục đưa ra các câu hỏi điều tra và đệ trình đề nghị trong thời gian vụ án tạm dừng. Phiên tòa xét xử vụ bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 3, nhưng tránh án trước căn đề nghị có thể trì hoãn vì các kiện cáo của ông Trump lên tòa đang được diễn ra. Ông Trump đang chờ phán quyết của tòa kháng án liên bang về việc yêu cầu miễn tố trong việc can thiệp bầu cử với tư cách là một cựu tổng thống, và vụ này có thể sẽ được đưa lên tối cao pháp viện. Xong qua bản tin về kinh tế, thì đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ xuống tới mức thấp nhất trong vòng 16 tháng qua. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã giảm xuống tới mức thấp nhất trong 16 tháng. Đây là chỉ dấu cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động, bất chấp việc phân lợi tăng cao. Báo cáo của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 187.000 đơn tới đến ngày 13 tây tháng 1 vừa qua, tức là giảm 16.000 đơn so với tuần trước đó. Đây là con số xin trợ cấp thất nghiệp ít nhất kể từ tháng 9 năm 2022 cho tới nay. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần được xem là đại diện cho số lượng người bị sa thải ở Mỹ trong một tuần lễ nhất định. Hiện nay đang ở mức vô cùng thấp, mặc dù phân lời tăng cao và tình trạng lạm phát vẫn tăng. Trong những cố gắng ngăn chặn tình trạng lạm phát cao trong 40 năm qua diễn ra sau đợt phục hồi kinh tế mạnh mẽ từ cuộc suy thoái do đại dịch COVID-19, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã tăng phân lời căn bản tới 11 lần kể từ tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, nền kinh tế và thị trường việc làm của Hoa Kỳ vẫn vững chắc một cách đáng kinh ngạc với tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 4% trong 23 tháng liên tiếp và là thời gian kéo dài nhất kể từ năm 1960 cho tới nay. Sự kết hợp giữa lạm phát giảm tốc độ và tỷ lệ thất nghiệp thấp đi đã làm dấy lên niềm hy vọng cho rằng Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là FED, đã tạo được tình trạng mà các kinh tế gia gọi là hạ cánh nhẹ nhàng, có nghĩa là tăng phân lời vừa đủ để giảm tình trạng lạm phát mà không ra tình trạng suy thoái kinh tế. Một người đàn ông 92 tuổi trúng được số, số đã kiện người con gái của ông ta với cáo buộc là chiếm đoạt 1 phần 3 số tiền thưởng. Người đàn ông 92 tuổi này đã cố gắng kiện cô con gái của mình, cáo buộc rằng người con gái đã bắt nạt ông để chiếm đoạt gần 1 phần 3 số tiền trúng số ông William John Bampton đến từ Queensland đã thắng được hơn 642.000 Mỹ Kim trong giải sổ số Task Loro. Vài tháng sau, ông đưa 195.000 Mỹ Kim cho con gái là Susan, gần 1 phần 3 tổng số tiền giải thưởng của ông. Sau đó, thì ông này hối hận về quyết định của mình và nói rằng ông ấy đã bị áp lực và cưỡng bức về việc đó nhưng phán quyết của tòa án ở quận hạt Brisbane được công bố mới đây đã bác bỏ cáo buộc của ông rằng ông ta bị gây áp lực hoặc là thậm chí bị bắt nạt và bị ép phải viết trách truyền tiền. Theo bằng chứng được đưa ra trong phán quyết đối với người con gái và chồng của cô ta thì phần lớn mâu thuẫn với lời kể của người cha. Người cha đã nhiều lần hứa rằng sẽ đưa cho một nửa giải thưởng cho cả hai đứa con của ông, nhưng sau đó thì người cha đã sử dụng một phần tiền thắng cược để mua bất động sản và liệt kê người con trai của ông là Larry là người đồng sở hữu nhưng lại không có bao gồm người con gái. Theo phán quyết của tòa cho biết, người đàn ông này cũng thay đổi di chúc của mình để bảo đảm rằng người con gái sẽ không thể nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi chồng của cô ta qua đời và tờ di chúc sau đó cũng đã được sửa đổi nhiều lần. Tiếp theo là tin liên quan tới vụ bắt giữ một tiếp viên hàng không cài iPhone quay lén một bé gái trong phòng vệ sinh trên máy bay. Công tố viên liên bang mới đây thông báo họ đã bắt giữ một cựu tiếp viên hàng không của hãng American Airlines từng sử dụng điện thoại để quay lén một bé gái trong phòng vệ sinh của chuyến bay hồi tháng 9 năm ngoái bé gái 14 tuổi phát hiện ra một chiếc iPhone được dán vào đằng sau chiếc ghế của toilet trên chuyến bay từ Charlotte của tiểu bang North Carolina đến thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts. Hôm qua, cơ quan FBI đã bắt giữ cựu tiếp viên hàng không là Carter Thompson, 36 tuổi. Người này phải đối mặt với cáo buộc âm mưu tấn công trẻ em với hành vi quay lén và một tội sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Theo thông báo của văn phòng Bộ Tư pháp thành phố Boston, các công tố viên cho biết rằng các nhà điều tra còn tìm thấy nhiều đoạn video ghi hình bốn bé gái từ 7 cho tới 14 tuổi. Những em này sử dụng các phòng vệ sinh trên các chuyến bay mà Thompson từng làm việc. Nghi phạm Thompson ngay lập tức bị đình chỉ công việc vào thời điểm sự việc bị phanh phui và kể từ đó, người này không còn làm việc cho hãng American Airlines nữa gia đình của nạn nhân 14 tuổi trên chuyến bay tháng 9 năm ngoái nói trên đã nộp đơn kiện hãng American Airlines vào tháng 12 năm ngoái. Mức án dành cho tội tấn công tình dục trẻ em tại Hoa Kỳ dao động từ 15 cho tới 30 năm tù, còn cáo buộc sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em có mức án từ 5 cho tới 20 năm tù. 100.000 trẻ em bị quấy rối tình dục hàng ngày ở trên Facebook và Instagram theo tài liệu nội bộ của Meta, ước tính có đến 100.000 trẻ em sử dụng Facebook và Instagram bị quấy rối tình dục trực tuyến mỗi ngày. Tài liệu này nằm ở trong hồ sơ pháp lý chưa được niêm phong, bao gồm một số cáo buộc chống lại công ty Meta dựa trên thông tin mà Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của New Mexico nhận được từ các nhân viên của công ty Meta. Tài liệu cho biết, cô con gái 12 tuổi của một giám đốc điều hành ở tại Apple bị gã gẫm tình dục thông qua IG Direct, là sản phẩm nhắn tin của Instagram, một nhân viên của Meta bày tỏ sự lo lắng rằng đây là điều khiến cho Apple tức giận đến mức đe dọa loại chúng tôi ra khỏi App Store. Làm chứng trước quốc hội vào cuối năm 2023, một nhân viên cấp cao của Meta cũng mô tả về con gái của ông đã bị gạ gẫm qua Instagram. Ông nói rằng những nỗ lực của ông để khắc phục vấn đề đã bị phớt lờ. Vụ kiện mới nhất trong tuần này là một là trong một trong các vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp của New Mexico khởi xướng từ tháng 12 vừa qua, cáo buộc mạng xã hội của Meta đã trở thành thị trường cho những kẻ săn mồi trẻ em. Vụ kiện ở tiểu bang New Mexico diễn ra sau cuộc điều tra của tờ Guardian vào tháng 4 năm ngoái, tiết lộ rằng Meta không báo cáo hoặc là phát hiện kẻ xấu sử dụng nền tảng của mình để buôn bán trẻ em. Sẽ có hàng ngàn thành phố biến thành thành phố ma tại Hoa Kỳ vì thiếu người ở. Đài Fox News vừa trích dẫn một cuộc nghiên cứu mới công bố phân tích dữ liệu 20 năm và dự báo về tình trạng dân số giảm đi sẽ khiến cho nước Mỹ có tới hàng chục ngàn thành phố không có người ở, mà người ta gọi là thành phố ma trong vòng 80 năm tới đây. Các chuyên gia tại trường đại học Illinois ở Chicago đã sử dụng các dự đoán về dân số. Họ phát hiện ra rằng đến năm 2100, gần một nửa trong số gần 30.000 thành phố tại Hoa Kỳ sẽ bị suy giảm dân số. Những thành phố này có thể phải đối mặt với việc mất đi các dịch vụ căn bản như là giao thông, điện nước và internet. Cuộc nghiên cứu cho thấy, các thành phố có lợi tức gia đình trung bình thấp hơn ở vùng Đông Bắc và vùng Trung Tây nước Mỹ có nhiều khả năng phải trải qua tình trạng giảm dân số theo thời gian hơn so với các khu vực phía Tây và phía Nam của nước Mỹ. Các tác giả của cuộc nghiên cứu này dự đoán rằng Hawaii và thủ đô Washington sẽ không bị giảm đi về vấn đề dân số. Trong khi đó, xu hướng giảm dân số ở các trung tâm đô thị lớn như là Detroit của tiểu bang Michigan, Cleveland của tiểu bang Ohio và San Louis của tiểu bang Missouri sẽ diễn ra ở mức độ trung bình cho tới chậm. Xu hướng này cũng đang diễn ra tại các trung tâm đô thị phía Nam như là Columbus của tiểu bang Georgia, Birmingham của tiểu bang Alabama và Memphis của tiểu bang Tennessee. Các tiểu bang thiên về đảng Dân Chủ như là California và New York đã chứng kiến sự di cư đến các tiểu bang đó thiên về đảng Cộng Hòa trong thời hậu COVID-19. Hiện tượng này bị tác động bởi chi phí sống và mức thuế cao. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Đến lượt Jordan, Oanh Tạc và Syria các nhà hoạt động đối lập của Syria cho biết, một cuộc anh tạc có thể do lực lượng không quân của Jordan thực hiện ở miền nam của Syria đã giết chết ít nhất là 9 người. AP đã dẫn lời các nhà hoạt động đối lập của Syria cho biết, cuộc anh tạc được thực hiện ở tỉnh Zweda. Đây là vụ tấn công mới nhất nhắm vào khu vực của những kẻ buôn lậu ma túy xuyên biên giới đang hoạt động. Jordan chưa lên tiếng gì về cuộc anh tạc nói trên, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đặt trụ sở tại Anh Quốc, thì ít nhất có 9 người, bao gồm hai trẻ em và ba phụ nữ, đã bị thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngôi làng Orman. Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, những người thiệt mạng không liên quan gì đến buôn lậu. Điều này cho thấy là lực lượng không quân của Jordan có thể đã nhận được thông tin tình báo không chính xác từ cư dân địa phương. Trong khi đó, tổng biên tập của trang tin Sunwayda 24 là ông Marup đã nói với AP rằng 10 người thiệt mạng ở ngôi làng Oman. Có một vụ tấn công khác vào ngôi làng Mala ở Lân cận nhưng không gây ra thương vong. Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn và số người chết có thể sẽ còn tăng lên. Những kẻ buôn lậu đã sử dụng Jordan để làm hành lang buôn lậu thuốc kích thích được mang tên là Captagon, gây nghiện cao ra khỏi Syria trong những năm qua. Loại thuốc này chủ yếu được tuồn đến các quốc gia của vùng Vịnh Ả Rập dầu mỏ. Chính quyền Jordan đã ngăn chặn một số nỗ lực buôn lậu trong đó có một số vụ là những kẻ buôn lậu sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển ma túy qua biên giới. Tin đến từ Bangkok cho hay, Thái Lan phát hiện ra hai mỏ lithium rất lớn với chữ lượng gần 15 triệu tấn. Phát ngôn viên chính phủ Thái Lan là Raklaw Intawong Suwankiri vừa thông báo về hai mỏ lithium mới được phát hiện tại huyện Rangkiet và Bang Ethum của tỉnh Phang Nga. Chữ lượng của cả hai mỏ này ước tính lên tới 14.8 triệu tấn. Trang tin Thai PBS World trích dẫn lời bà Raclau cho hay, ngoài lithium thì các mỏ sodium lớn cũng được tìm thấy ở vùng đông bắc của Thái Lan. Phát ngôn viên này cho biết như sau, việc phát hiện ra các mỏ chứa hai nguyên tố tự nhiên nói trên rất cần thiết cho việc sản xuất pin sẽ giúp thúc đẩy sự cạnh tranh của Thái Lan trong ngành sản xuất pin cũng như xe chạy bằng điện giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ nước ngoài. Việc khám phá ra mỏ lithium nói trên đồng nghĩa rằng Thái Lan trở thành quốc gia có nguồn tài nguyên lithium lớn thứ ba trên thế giới, chỉ đứng sau Bolivia và Argentina. Tuy nhiên chưa rõ trữ lượng có thể được khai thác thương mại là bao nhiêu. Theo hãng thông tấn AFP, nhu cầu lithium trên toàn thế giới ước tính tăng gấp đôi trong năm 2025 và có thể lên đến hơn 2 triệu tấn trong năm 2030. Chính phủ của Thủ tướng Thái Lan là ông Sretra Taweesil đã đặt ưu tiên cho việc biến Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe chạy bằng điện của khu vực. Dựa trên kinh nghiệm từ việc lắp ráp xe hơi thông thường, tại diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vừa qua, Thủ tướng của Thái Lan đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp này, bao gồm phó chủ tịch của hãng Bosch để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất xe chạy bằng điện tại Thái Lan. Hồi tháng 12 năm ngoái, có hai hãng xe chạy bằng điện của Trung Cộng nói rằng họ sẽ đầu tư 64 triệu đô la Mỹ để giúp cho Thái Lan phát triển thành trung tâm sản xuất xe chạy bằng điện. Bắc Hàn thử nghiệm vũ khí nguyên tử để đáp trả cuộc tập trận giữa Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật. Bắc Hàn đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí nguyên tử dưới nước để nhằm phản đối cuộc tập trận chung mới của Nam Hàn, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Theo Reuters, dẫn lại thông tin từ KCNA, cuộc thử nghiệm hệ thống 2523 tên mà Bắc Hàn đặt cho các thiết bị không người lái tấn công ở dưới nước, có khả năng mang đầu đạn nguyên tử, được thực hiện bởi một tổ chức thuộc về Bộ Quốc Hồng phòng của Bắc Hàn ở ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này. KCNA không đề cập ngày mà cuộc thử nghiệm diễn ra. Hải quân Nam Hàn và Hoa Kỳ cùng với lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận chung từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Giêng nhằm cải thiện khả năng phản ứng của ba quốc gia trước các mối đe dọa từ Bắc Hàn. Tham gia cuộc tập trận có cả hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, Trước đó, KCNA đưa tin, Bắc Hàn đã thử nghiệm thành công phi đạn đạn đạo tầm trung siêu thanh, sử dụng nhiên liệu rắn. Đó là lần thử vũ khí công khai đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm nay. Không lâu sau vụ phóng phi đạn đạn đạo liên lục địa Hoang Sông 18 vào ngày 18 tháng 12 vừa qua. Nam Hàn công bố kế hoạch trang bị trực thăng loại mới cho quân đội. Cơ quan quản lý chương trình thương mại quốc phòng quốc gia của Nam Hàn gọi tắt là DAPA và ngày hôm nay công bố kế hoạch trang bị mẫu máy bay đầu tiên của loại máy bay trực thăng có vũ trang hạng nhẹ viết tắt là LAH do Nam Hàn chế tạo cho quân đội trong năm nay. Đây là một phần trong những quyết tâm thay thế các loại máy bay trực thăng thế hệ cũ và tối tân hóa quân đội Nam Hàn. Theo cơ quan quản lý chương trình thương mại quốc phòng quốc gia của Nam Hàn thì mẫu trực thăng có vũ trang hạng nhẹ này hiện nay đang trong giai đoạn lắp ráp cuối cùng và dự kiến sẽ được chuyển giao cho quân đội Nam Hàn trong năm 2024 sau khi trải qua các cuộc kiểm tra an toàn kỹ thuật Hồi tháng 12 năm 2022, Cơ quan Quản lý Chương trình Thương mại Quốc phòng Quốc gia của Nam Hàn đã ký hợp đồng trị giá là 225 triệu 600 ngàn Mỹ Kim với Công ty Công nghiệp Vũ trụ Nam Hàn để chế tạo 10 chiếc trực thăng hạng nhẹ và dự kiến sẽ chuyển giao vào tháng 12 năm nay. Tiếp đó, vào tháng 12 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Chương trình Thương mại Quốc phòng Quốc gia của Nam Hàn lại tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với KAI trị giá 1.049 tỷ Mỹ Kim để mua thêm các loại máy bay, thế nhưng không tiết lộ số lượng là bao nhiêu. Nhật Bản ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong vòng hơn 40 năm qua. Ngày hôm nay, chính phủ Nhật cho biết chỉ số giá tiêu dùng lõi, tức là CPI ở nước này trong năm 2023 đã tăng đến 3.1% so với một năm trước đó đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ thập niên 980 do chi phí thực phẩm tăng và đồng yên yếu hơn khiến cho hàng nhập cảng trở nên đắt đỏ hơn. CPI ở Nhật Bản trong tháng 12 vừa rồi tăng 2.3% so với cùng kỳ của một năm trước đó. Chỉ số này thấp hơn mức 2.5% trong tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Nhật Bản trong tháng thứ 21 liên tiếp. Số liệu lạm phát mới nhất được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Nhật kêu gọi các doanh nghiệp tăng lương trước cuộc đàm phán mùa xuân hàng năm giữa chủ sử dụng lao động và liên đoàn lao động. Mức lương thực tế trung bình ở Nhật Bản được điều chỉnh theo lạm phát trong tháng 11 vừa qua đã giảm tháng thứ 20 liên tiếp, cho thấy lạm phát tiếp tục phủ bóng lên hiệu quả của việc tăng lương. Liên đoàn lao động RENGO là nhóm lớn nhất đại diện cho nhiều công đoàn khác nhau ở tại Nhật Bản, hiện nay đang yêu cầu tăng lương từ 5% trở lên trong các cuộc đàm phán sắp tới trở lại với Thái Lan, tòa án tại Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ về vấn đề ô nhiễm không khí. Tòa án hành chánh ở Chiang Mai vào ngày hôm nay đã ra lệnh cho ủy ban môi trường quốc gia của Thái Lan phải đưa ra các phương pháp phòng ngừa để giải quyết tình trạng ô nhiễm cả ngắn hạn lẫn dài hạn trong vòng 90 ngày. Tòa án ra phán quyết cho rằng chính phủ trước đây dưới thời của cựu thủ tướng Prayut chan -o cha vốn đã bị các nguyên đơn cáo buộc là đã lơ là nhiệm vụ không hành động đủ nhanh để giải quyết vấn đề ô nhiễm sau khi xem xét thì các bị cáo đã lơ là nhiệm vụ của họ và hành động quá chậm chạp phán quyết của tòa án viết như trên phẩm chất không khí giảm mạnh tại thái lan trong những tháng đầu năm do khói từ việc nông dân đốt rơm rạ cùng với khí thải công nghiệp và khói thải ra từ xe cộ theo hãng tin AFP thì hai thành phố lớn đó là Bangkok và Chiang Mai ở phía bắc của Thái Lan đã bị xếp nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong một số ngày của năm ngoái, khiến cho một nhóm người khởi kiện để yêu cầu chính phủ phải hành động. Chính phủ của tân Thủ tướng Thaksin Sĩnh nhậm chức vào tháng 8 năm ngoái hứa là sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí như một chương trình nghị sự quốc gia một dự thảo của đạo luật không khí sạch được nội các của Thủ tướng Thạc Vy Sĩn hậu thuẫn đã được thông qua lần đọc đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 17 tây tháng 1. Vào sáng sớm hôm nay, Bangkok đứng thứ 10 trong danh sách các thành phố có phẩm chất không khí tệ hại nhất thế giới. Đó là theo công ty giám sát ô nhiễm không khí IQE cho biết như trên. Vua và Hoàng hậu của Mã Lai cùng dẫn chương trình truyền hình và đã nhận được những phản ứng bất ngờ vua và hoàng hậu của Mã Lai mới đây đã được một đoạn tin tức ở trong khung giờ vàng trên kênh TV3 nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cư dân mạng. Phần bản tin đặc biệt nói trên của Hoàng gia Mã Lai được phát sóng sau khi được ghi hình trước đó vào buổi sáng trong chuyến thăm của vua Abdullah Ahmad Shah và hoàng hậu Tunku Aziza Amina Mamuna Iskandaria tới trụ sở của tập đoàn truyền thông Media Prima Group ở tiểu bang Sengalo của Mã Lai theo tờ The Straits Times đưa tin. Trong 10 phút, vua Abdullah cùng với hoàng hậu Aziza đã đọc ba tin với tư cách là bên tập viên thời sự. Phần dẫn tin tức của vua Abdullah và hoàng hậu sau đó đã nhanh chóng thu hút đến hàng trăm bình luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng viết rằng họ thấy tự hào về phần thể hiện của vua và hoàng hậu. Trong đó có người dùng Facebook tên Adrian gọi họ là vua và hoàng hậu đáng yêu nhất từ trước đến nay. Nhiều người tận dụng cơ hội này để cảm ơn vị vua Abdullah đã chị vì trong giai đoạn có nhiều khó khăn khi mà Mã Lai phong tỏa để đối phó với Covid-19 cũng như những bất ổn chính trị ở khi mà nước này có tới 4 thủ tướng kể từ sau cuộc tổng tuyển cử vào năm 2018. Vua Abdullah sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 31 tháng giêng khi người kế nhiệm là tiểu vương Ibrahim Iskandar, 65 tuổi, người đứng đầu hoàng gia ở tiểu bang Johor sẽ đăng cơ. Thưa quý vị, sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Đức Giáo Hoàng tiếp đón phái đoàn chính phủ Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Việt Nam. Đức Giáo Hoàng Francis vừa gặp gỡ một phái đoàn của Việt Nam và Ngoại trưởng của Tòa Thánh Vatican nói rằng Đức Giáo Hoàng rất mong muốn tới thăm Việt Nam trong lúc hai phía nâng cấp mối quan hệ ngoại giao theo hãng tin Reuters, sự kiện này xảy ra sau khi Đức Giáo hoàng đã gặp gỡ ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước của Việt Nam hồi năm ngoái tại Tòa thánh Vatican và hai bên đã thông báo đồng ý mở văn phòng thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội. Là lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tại Việt Nam chấm dứt hồi năm 1975. Theo báo Tuổi trẻ trong nước đưa tin Dự kiến thì Đức Tổng giám mục Marek Zelusky hiện là sứ thần tòa thánh ở Singapore và cũng là đại diện không thường trú tại Việt Nam sẽ đến thăm Việt Nam vào ngày 31 tây tháng 1 sắp tới đây. Hình ảnh trên tạp chí Vatican News cho thấy, phái đoàn của Việt Nam do ông Lê Hoài Trung là bí thư trung ương đảng, cũng là trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu, bao gồm 16 người. Và phái đoàn này cũng đã gặp gỡ tổng giám mục Paul Gallagher là ngoại trưởng của Tòa thánh Vatican. Vatican News trích dẫn lời Tổng giám mục Gallagher nói rằng cuộc họp giữa Đức Giáo hoàng Francis và phái đoàn Việt Nam rất tốt đẹp và đây là một dấu hiệu cho thấy sự gia tăng về quan hệ với Tòa thánh và cũng là triển vọng có chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tới Việt Nam trong tương lai. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng cho hay Ngài sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 4 và Đức Hồng Y Pietro Parolin là thủ tướng của Tòa Thánh Vatican cũng sẽ tới thăm quốc gia Đông Nam Á này trong năm nay. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật hàng loạt các giới chức. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật nhiều giới chức. Ủy ban này cũng thi hành kỷ luật nhiều tổ chức đảng cũng như đảng viên, trong đó có cả hình thức cảnh cáo, khiển trách, cách chức, tất cả các chức vụ ở trong đảng trong đó ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật ban cán sự đảng bộ công thương đối với các ông như trần tuấn anh ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương nguyên bộ trưởng bộ công thương trịnh đình dũng nguyên phó thủ tướng chính phủ mai tiến dũng nguyên chủ nhiệm văn phòng chính phủ tất cả những nhân vật này được cho là có sai phạm trong tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời và điện gió Trần Tuấn Anh là con trai của cựu chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương. Trần Đức Lương giữ chức chủ tịch nước Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2006. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận đệ trình Bộ Chính trị xem xét ban hành quy định về bảo vệ người tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác. Một hội nhóm mại dâm trên Telegram có hơn 15.000 thành viên tại Đà Nẵng vào sáng hôm nay 19 tháng 1, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm qua hội nhóm Telegram với số lượng thành viên lên tới 15.000 người. Công an đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa 35 tuổi cư trú tại Đà Nẵng và Trần Quang Việt 31 tuổi cư trú tại Gia Lai. Tăng vật thu giữ gồm hai điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu và các dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động môi giới mại dâm. Nguyễn Đăng Khoa là người chủ mưu điều hành đường dây mại dâm online này thông qua ứng dụng Telegram, còn Trần Quang Việt thì có vai trò giúp sức rất đắc lực. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện Nguyễn Đăng Khoa có sự móc nối liên kết với các nghi phạm khác, trong đó có Trần Quang Việt, để hình thành đường dây hoạt động môi giới mại dâm trên thành phố Đà Nẵng. Các nghi phạm này đã tạo ra nhiều trang, nhiều group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng tải hình quảng bá gái bán dâm và tiếp xúc với những người có nhu cầu để mua dâm, để môi giới mại dâm, thu lợi bất chính. Nguyễn Đăng Khoa và Trần Quang Việt đã quản lý khoảng 30 gái bán dâm, giá bán dâm từ 20 cho tới 200 Mỹ Kim mỗi lượt. Các nghi phạm này thu lợi bất chính bằng việc môi giới mại dâm qua hình thức thu tiền hàng tháng hoặc là theo lượt đi khách. Gái bán dâm phải trả 20% số tiền bán được, tổng số tiền mà các nghi phạm này thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên tới hàng trăm triệu đồng. Các công nhân của công ty Pu Duyên chỉ mong họ đừng bị mất việc. Pu được thành lập vào năm 1997. Công ty này ở quận Bình Tân, Sài Gòn đã thu hút nhiều lao động di cư đến Sài Gòn, hình thành ra guồng quay cuộc sống hàng ngày của họ. Công ty Pu Duyên thuộc về tập đoàn quốc tế Pu của Đài Loan, từng có đến 100.000 công nhân và hiện nay đang hoạt động với khoảng 40.000 lao động. Trong bán kính 1.5 cây số, có nhiều khu trọ chủ yếu dành cho công nhân của Phu Duyên, đa số đều là những người di cư từ các vùng miền khác. Tại một căn phòng nhỏ trên đường Lộ Tẻ thuộc về quận Bình Tân, một phụ nữ chia sẻ về cuộc sống với đứa con trai bị gân yếu bẩm sinh. Dù căn phòng chỉ có 8 mét vuông nhưng được sắp xếp gọn gàng và tối giản. Hai vợ chồng chị làm việc ở tại công ty Pu Duyên đã được 18 năm. Họ cho biết đang gặp khó khăn khi công ty giảm, tăng ca và giảm lương. Ở một phòng trọ gần đó, một người phụ nữ chia sẻ về cuộc sống không trong một không gian hạn chế. Chị này làm công nhân cho Pu Duyên từ khi mới 20 tuổi và không có ý định lập gia đình để chăm sóc mẹ già sau khi ba mất. Với mức lương hiện tại chỉ có 325 Mỹ Kim một tháng, người phụ nữ phải cân nhắc mọi chi phí để sống và thậm chí phải mượn tiền để giải quyết tình cảnh khó khăn các gia đình công nhân này đều hy vọng công ty Pui Duyên sẽ duy trì đơn hàng ổn định và tăng cường lợi nhuận để giúp cho họ duy trì cuộc sống và gửi gắm hy vọng vào tương lai. Tin liên quan tới ngành thẩm mỹ chui tại Sài Gòn. Mặc dù không có giấy phép hoạt động, cũng không có giấy chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, thế nhưng các cơ sở hành nghề thẩm mỹ chui tại Sài Gòn đang hoạt động rầm rộ và họ lôi kéo khách hàng bằng những lời quảng cáo rất hấp dẫn hồi đầu năm cho tới nay có một trường hợp giải phẫu thẩm mỹ tại bệnh viện sài gòn đã gây tai biến nặng cho khách hàng đặt ra câu hỏi về tính an toàn của các cuộc giải phẫu thẩm mỹ chui một số viện thẩm mỹ chỉ hoạt động trong những căn chung cư không có giấy phép theo tờ báo thanh niên trong nước cho hay khi phóng viên tới phỏng vấn một cơ sở chích filler thông qua mạng xã hội đặt tại quận tư thì các bác sĩ giỏm tỏ ra rất khó chịu khi họ bị chất vấn về giấy phép hoạt động và cố vấn về giá cả ưu đãi vân vân. Hình ảnh thực tế từ một số và viện thẩm mỹ khác cũng gây ra sự lo ngại khi họ giả mạo giấy phép hoạt động của các phòng khám uy tín để quảng cáo. Các chuyên gia thẩm mỹ chui còn liên tục cam kết sẽ làm đẹp miễn phí sau khi khách hàng thực hiện các cuộc thẩm giải phẫu. Tình trạng này đặt ra nhiều lo ngại về sự an toàn và phẩm chất của dịch vụ trong ngành thẩm mỹ. Các biện pháp kiểm soát cần phải được gia tăng để bảo vệ cho người dân cũng như bảo đảm sự an toàn trong tiến trình thực hiện các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Heo được nhập lậu ồ ạt à vào Việt Nam khiến cho người chăn nuôi phải kêu cứu. Trong đơn gửi đến Thủ tướng Việt Nam mới đây, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết hai tuần đầu năm, mỗi đêm có tới 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia được nhập lậu vào Việt Nam. Theo tính toán của hiệp hội này, số lượng heo nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi ở trong nước bán ra mỗi ngày. Với giá bán chỉ vài chục ngàn cho một ký heo hơi, khiến người chăn nuôi ở trong nước thua lỗ vì phải bán dưới giá thành sản xuất. Ngoài ra, hiệp hội cho rằng heo nhập lậu tràn lan làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Tương lai, đàn heo nội địa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiếu hụt nguồn cung trong nước. Do đó, Hiệp hội này đề nghị Thủ tướng cùng với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hãy chỉ đạo các cơ quan hữu trách lập ra đoàn công tác kiểm tra để ngăn chặn vận chuyển và buôn bán trái phép heo vào Việt Nam ở trên tuyến biên giới và cửa khẩu cũng như đường mòn. Đồng thời, nhà chức trách chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân ở khu vực biên giới trong công tác phòng và chống dịch, cũng như gian lận thương mại, cũng như hỗ trợ việc tiêu hủy khi có số lượng lớn heo buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trước đó, trong năm 2023, Hiệp hội này đã hai lần đề nghị Thủ tướng về tình trạng heo nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam. Trong đó, Hiệp hội cũng từng gửi tâm thư tới Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mong muốn có những chính sách cứu nguy khẩn cấp cho ngành chăn nuôi. Khối hiệp châu Âu sẽ kiểm tra số lượng thuốc trừ sâu vượt quá quy định với sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam Ủy ban châu Âu vào hôm 17 tháng 1 vừa qua đã đăng tải thông báo cập nhật các biện pháp gia tăng kiểm soát chính thức và khẩn cấp đối với hàng hóa nhập cản vào khối hiệp châu Âu. Trong đó lần đầu tiên, sầu riêng tươi lẫn sầu riêng đông lạnh của Việt Nam vào thị trường châu Âu bị đưa vào diện phải kiểm tra lượng thuốc trừ sâu dư thừa ngay tại trạm biên giới, với tỷ lệ là 10%. Theo lý giải của Khối hợp châu Âu, thì dữ liệu từ hệ thống cảnh báo nhanh về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cùng với thông tin về các biện pháp kiểm soát chính thức của các quốc gia thành viên cho thấy có sự xuất hiện của những rủi ro mới với sức khỏe của con người do khả năng bị ô nhiễm bởi dư lượng thuốc trừ sâu. Do đó, Khối hiệp châu Âu phải yêu cầu gia tăng mức độ kiểm soát chính thức việc nhập cản các lô hàng sầu riêng đến từ Việt Nam cùng với sầu riêng thì còn có hai mặt hàng khác của Việt Nam cũng được đưa vào diện chịu giám sát an toàn thực phẩm đó là ớt chuông và mì ăn liền với số lượng kiểm tra tương ứng là 50% và 20% trong khi đó, cập nhật mới giữ nguyên hai mặt hàng khác của Việt Nam, đó là đậu bắp và thanh long trong phụ lục số 2, tức là có thêm yêu cầu giấy chứng nhận phẩm chất với số lượng kiểm tra tương ứng là 50 và 20% tại cả trạm kiểm tra của biên giới. Việt Nam không phải là trường hợp cá biệt có hàng hóa bị siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm của khối lực châu Âu. Quy định nhờ cập nhật lần này bổ sung hơn 100 mặt hàng cần kiểm tra ngay tại biên giới, đến từ 27 quốc gia. Quy định mới của châu Âu sẽ có hiệu lực 20 ngày sau ngày đăng tải thông báo, tức là khoảng đầu tháng 2 năm nay. Ngày hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng là Giám đốc Công an của Quảng Nam cho biết, Công an tỉnh đang tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng vừa thực hiện vụ cướp ngân hàng ở trên huyện Duy Xuyên, theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai đối tượng chạy xe máy hiệu Sirius đến chi nhánh ngân hàng Agribank ở xã Duy Hòa thuộc về huyện Duy Xuyên. Ở tại đây, hai kẻ này dùng hung khí khống chế, ép buộc nhân viên đưa tiền cho vào túi. Phát hiện sự việc, bảo vệ ngân hàng đã bấm chuông cảnh báo. Lo sợ bị bắt cho nên hai đối tượng bỏ lại túi đựng tiền rồi leo leo lên xe máy rồi ga bỏ chạy về hướng huyện Đại Lộc. Theo ghi nhận thời gian gần đây, đã liên tục xảy ra những vụ cướp ngân hàng ở Việt Nam. Cụ thể vào chiều ngày 14 tháng 11, tên cướp đã đột nhập ngân hàng Agribank của tỉnh Nghệ An, khống tiền nhân viên để cướp tiền, tuy nhiên đã bị bảo vệ và nhân viên truy đuổi. Còn vào chiều ngày 22 tháng 11 ở Đà Nẵng, vụ cướp xảy ra ở ngân hàng chi nhánh BIDV số 169 đường Ngũ Hành Sơn. Trong lúc giằng co, bảo vệ ngân hàng bị các đối tượng đâm vào phần lưng trọng thương và đã tử vong sau đó. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam. Đất đai không có giấy tờ trước tháng 7 năm 2014 được cấp sổ đỏ. Vào sáng hôm qua, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật đất đai sửa đổi. Theo đó, luật này chia các trường hợp người sử dụng đất không có giấy tờ trước tháng 7 năm 2014 thành 3 nhóm thời gian để được cấp sổ đỏ. Đầu tiên là những trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tây tháng 12 năm 1980, Thứ nhì là từ ngày 18 tới tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Cuối cùng là từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tây tháng 7 năm 2014. Cả ba nhóm trên đều phải được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đai xác nhận là hiện nay không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất đai được giao sai thẩm quyền tùy thuộc vào từng nhóm sẽ có những quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các loại đất được xét cấp sổ đỏ bao gồm đất có nhà ở, nhà ở và các công trình phục vụ đời sống, đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Ngoài ra, những gia đình và cá nhân được giao đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ có ghi tên thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đã được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp cũng sẽ được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Như vậy, thời điểm để công nhận quyền sử dụng đất tại Luật Đất đai sửa đổi được nới 10 năm so với quy định cũ. Tết đã chạm ngõ nhưng nhu cầu vệ sinh tân trang nhà để đón Tết năm nay vẫn không còn nhộn nhịp như mọi năm. Theo đó, nhiều cơ sở dịch vụ cho biết, họ vẫn còn đang chờ điện thoại nhận đơn trong khi mọi năm thì giờ này họ đã từ chối. Mặc dù chi phí dịch vụ vẫn không tăng, thậm chí có nơi giảm giá từ 20 đến 30%, nhưng đơn hàng vẫn thưa. Vì kinh tế khó khăn, khách hàng cũng không có việc làm nên tự mình dọn dẹp nhà thay vì là gọi dịch vụ. Được biết ở tại Việt Nam, nhu cầu dọn nhà đón Tết rất phổ biến ở tại các đô thị lớn. Khi người dân quá tất bật để buôn bán công việc dịp cuối năm thì việc bỏ ra vài vài triệu đồng để thuê người làm, thuê dịch vụ là một điều hết sức bình thường. Những năm trước, các nơi này hốt bạc bởi vì những đơn hàng tới tấp, nhưng năm nay thì họ vẫn ôm điện thoại để chờ khách. Chủ của một dịch vụ giúp việc nhà và dọn nhà đón Tết ở Thổ Đức cho biết, thông thường mỗi năm đến khoảng đầu tháng Chạp là kín đơn rồi, từ ngày 10 tháng Chạp thì không cần trực điện thoại nữa. Trong khi đó đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Bitaski là doanh nghiệp chuyên cung cấp đa dịch vụ tiện ích như là dọn dẹp nhà, vệ sinh máy lạnh hay đi chợ vân vân. Cho biết rằng nhu cầu thuê người dọn dẹp, tân trang nhà cửa, coi nhà cho dịp Tết đều tăng so với ngày thường. Chẳng hạn mùa Tết năm nay, công ty tăng đơn khoảng 20-30% so với ngày thường, nhưng vẫn thấp hơn các năm bởi vì khó khăn, khách hàng ít việc cho nên họ chọn cách tự làm. Thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Ít nhất 43 người bị thiệt mạng vì cơn bão mùa đông vừa qua Giới hữu trách tại Hoa Kỳ cho hay, cơn bão mùa đông vừa qua đã khiến nhiều người bị thiệt mạng, phá hủy các tòa nhà và làm hàng chục ngàn gia đình không có điện. Các trường hợp tử vong đã được thông báo ở ít nhất 9 tiểu bang, khi một trong những đợt lạnh nguy hiểm nhất bao phủ từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương cho tới tận vùng Mississippi. Riêng ở Tennessee, trong tuần này đã ghi nhận 14 người bị thiệt mạng. Chính quyền địa phương nhanh chóng ban hành lời khuyên nên hạn chế ra đường trong khi đó các giới chức ở oregon cho hay ba người cũng đã bị thiệt mạng và một em bé được giải cứu khi đường dây điện bị rơi xuống một chiếc xe hơi đang đậu ở portland trong một cơn bão về băng tuyết các nhân chứng cho biết như sau hai người lớn và một thiếu niên bị điện giật khi rời khỏi xe một người qua đường đã kéo đứa trẻ ra ngoài an toàn ngoài việc gây tử vong và thiệt hại các cơn bão mùa đông còn khiến cho hàng ngàn chuyến bay bị hủy bỏ và bị chậm trễ và cũng khiến cho các trường học cũng như văn phòng phải đóng cửa ở nhiều địa phương. Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo, các cơn bão tuyết mùa đông và bão băng từ vùng Trung Tây tới Đông Bắc của Hoa Kỳ, cũng như một đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt mới từ phía Tây Bắc đến sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Theo đó, nhiệt độ là giảm mạnh vào ngày 19 tháng 1, tức là hôm nay, ở các thành phố bao gồm Oklahoma, Nashville, Philadelphia và thành phố New York. Và sau đây là bản tin cuối thưa quý vị. Một tình nguyện viên của nhà thờ thành phố Riverside và người vợ của ông ta bị bắt vì cáo buộc lạm dụng trẻ em. Theo nhà chức trách, tình nguyện viên Ayut tại một nhà thờ ở Riverside và người vợ đã bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục hai đứa trẻ cách đây khoảng một thập niên. Jose Cruz Martinez, 47 tuổi, đã bị bắt vì nhiều tội lạm dụng thể chất và tình dục ở trẻ vị thành niên. Theo sở cảnh sát Riverside, người này đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 2 triệu Mỹ Kim. Các cáo buộc lạm dụng đã có trước thời điểm mà Martinez làm tình nguyện viên tại một nhà thờ ở Riverside từ 2016 cho đến tháng 9 năm 2023. Martinez chưa bị buộc tội lạm dụng bất kỳ trẻ em nào khi còn là tình nguyện viên. Cảnh sát cho biết người vợ của Martinez là Dol Johnson, 48 tuổi, cũng bị bắt vào ngày 10 tháng riêng với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho việc lạm dụng của người chồng, các trẻ vị thành niên. Cô, cô này cũng đang bị giam với số tiền bảo lãnh là 2 triệu Mỹ Kim. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi các thám tử của Riverside biết được rằng một nam và một nữ trẻ vị thành niên đã bị lạm dụng vào lúc vào 10 năm trước. Các thám tử cho biết họ nghĩ sẽ có thể còn có nhiều nạn nhân khác chưa được trình báo và họ kêu gọi bất kỳ ai có thêm thông tin có thể gọi cho số điện thoại 951 353 7133 hoặc 951 353 7945. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Vietchannels app, trên YouTube hoặc trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Kính chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào.